Dự án đầu tư nâng cấp tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ có tổng chiều dài 29 km. Đây là tuyến đường cao tốc huyết mạch ở cửa ngõ phía Nam của thủ đô và là tuyến đường đang được đánh giá là một trong những tuyến đường cao tốc đẹp nhất Việt Nam. Giai đoạn 1 của dự án đã được hoàn thành vào năm 2015. Đến nay, sau gần 2 năm đi vào khai thác, chất lượng của toàn tuyến nói chung và công ty Phương Thành nói riêng đều đảm bảo về chất lượng. Tiếp nối sự thành công của giai đoạn 1 năm 2016, Phương Thành phối hợp cùng với các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án đã bắt tay ngay vào công tác triển khai giai đoạn 2 với mục tiêu hoàn thành trong năm 2017. Tuyến đường Pháp Vân Cầu Rẽ sẽ mở rộng thành 6 làn xe với tốc độ khai thác là 120 km/h. Do đặc thù của dự án nằm trong khu vực Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn. Khối lượng các công việc nhỏ lẻ trải dài trên gần 30 km. Ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo ban điều hành dự án tập trung vào thi công cầu Vạn Điểm. Các đường công vụ dọc tuyến song song với việc thi công các hạng mục thoát nước và các vị trí đã giải phóng mặt bằng. Đến nay, cầu Vạn Điểm đã cơ bản hoàn thành, hệ thống đường công vụ đã hoàn thành trên 30%. Các cống thoát nước ở các vị trí trọng yếu đã thi công xong, không làm ảnh hưởng đến công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất, vụ đông xuân của người dân địa phương. Được sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đến nay, mặt bằng thi công của dự án đã được bàn giao cơ bản, chỉ còn vướng các vị trí đất thổ cư. Ban lãnh đạo công ty đã có kế hoạch triển khai quyết liệt dự án trong năm 2017 để xứng đáng với vị thế của nhà đầu tư, nâng cao uy tín, thương hiệu của Phương Thành Trancosin. Ban lãnh đạo của công ty Phương Thành cũng đã ý thức được cái vấn đề tầm quan trọng của dự án, huy động một cái lực lượng rất là lớn về cán bộ công nhân viên, trình độ chuyên môn tốt và có kinh nghiệm để phục vụ dự án. Hai nữa là các cái máy móc, trang thiết bị phục vụ cho thi công rất là tốt và nhiều. Hiện nay những cái phần mà công ty đầu tư giao thông Phương Thành thi công trong giai đoạn 1 có một cái kết quả cũng là rất là tốt. Và cái kết quả đó cũng đã được sự đánh giá của kể cả các bên liên quan. Mong rằng là công ty cũng cố gắng phát huy hơn nữa để làm sao cái dự án trong giai đoạn 2 là thành công, đảm bảo chất lượng và tiến độ giá thành hơn.